báo thời tiết 7 tháng 5, Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông. Áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, gây nắng nóng cho hầu khắp miền Bắc và gây nắng nóng gay gắt dọc khắp Thanh Hóa, Phú Yên. Từ hôm qua, mức nhiệt khắp từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã tăng 2 đến 4 độ so với trước đó, cao nhất Hà Nội lên mức 33 độ, thành phố Hòa Bình 34 độ, khu vực Con Cuông, Tương Dương, Nghệ An, Đông Hà, Quảng Trị đạt 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh hơn, nắng nóng 35 đến 36 độ sẽ diễn ra tại Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Hòa Bình. Hà Nội cũng có nắng nóng 35 độ, đây là mức nhiệt cao nhất tại thủ đô kể từ đầu năm đến nay. Khu vực Bắc và Trung Bộ chịu thêm tác động hiệu ứng phơn, nên từ Thanh Hóa, Phú Yên có nền nhiệt cao hơn, phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi 38 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa, Bình Thuận, ngày oi nóng 33 đến 35 độ C, đêm mát mẻ 24 đến 25 độ. Sau một ngày nắng mạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, chiều tối nay dễ xuất hiện mưa dông nhiệt, dù mưa diện hẹp, nhưng dễ đi kèm tố lốc, gió giật mạnh. Tây Nguyên tăng nhiệt nhẹ so với hôm qua, tuy nhiên trời vẫn mát mẻ, cao nhất trong ngày ở mức 29 đến 32 độ, đêm giảm còn 21 đến 24 độ, riêng thành phố Đà Lạt, đêm rét 16 độ, ngày se lạnh 25 đến 26 độ. Nam Bộ đã bước vào mùa mưa, trong 4 đến 5 ngày tới, thời tiết chủ đạo ở khu vực này là sáng và trưa trời oi nóng 32 đến 35 độ, sau đó từ khoảng 15 giờ, trời chuyển mưa dông rải rác. Ban đêm trời mát mẻ 24 đến 27 độ C. Hôm nay, 7 tháng 5, dự báo nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện tại Hà Nội cùng các tỉnh khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam, dãy áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ Bắc, nối với vùng thấp nóng phía Tây, bị nén bởi khối áp cao lục địa ở phía Bắc. Từ hôm nay, 7 tháng 5, khu vực Hà Nội, Tây Bắc, Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Phú Yên, sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 12 đến 16 giờ. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 7 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 đến 92%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, 3, độ ẩm 55 đến 91%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 54 đến 92%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên 34 đến 36 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 59 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, 3, độ ẩm 55-92%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C. Trên biển, từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam, cấp 3, 4.